Lê Ngồi. Và chào thưa quý vị, Mình Lan thân mến, xin chào quý vị khán thính giả thân thương của đài truyền hình Vika TV với chương trình Home Shopping với Lê Hạnh Khuyên. Vâng, thưa quý vị, chương trình Home Shopping live trực tiếp trên đài truyền hình 57.13 Orange County, 16.2 tại San Jose và 27.9 tại Houston. Ước mong quý vị đón xem mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Giới thiệu cho mọi người cùng xem, đặc biệt quý vị cũng có thể giới thiệu cho bạn bè, người thân của mình ở khắp nơi trên toàn thế giới có thể xem được những chương trình của đài tại hai channel YouTube của chúng tôi, đó là Hoa hậu Hạnh Lê Official và Vikao TV. Ngoài ra mọi người cũng có thể vào trong cái trang mạng của chúng tôi, bấm cái phone lên, bấm vào vikao.tv. Vikao là vcal.tv, là quý vị sẽ theo dõi được đài của chúng tôi trực tiếp như là quý vị đang theo dõi tại đài truyền hình nha quý vị. Rồi vẫn với hai số điện thoại quen thuộc của đài 714-290-5902 và 408-499-7523. Chúc quý vị chuẩn bị gọi vào để sẽ là mua được những sản phẩm mà chúng tôi sẽ đặc biệt sale trong tối hôm nay. Với chúng ta đang chuẩn bị đón mừng năm mới, năm Giáp Thìn nha quý vị, 2024. Chắc chắn sẽ được lại cho quý vị một buổi tối thật là hào hứng cùng với anh Tuấn Mã. Trước hết thì mời quý vị cùng chào đón anh Tuấn Mã đồng hành với Mỹ Lan trong ngày hôm nay. Xin chào anh Tuấn Mã. Chào chị Mỹ Lan và Tuấn Mã, kính chào quý khán giả của đài Vikao TV. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, sẽ có những cái sản phẩm để giúp cho quý vị được làm đẹp đó thưa quý vị nha. Tôi mà mới đi xa về, tối qua là chưa ngủ đi thẳng tới đài rồi làm việc với đài từ sáng tới giờ luôn, và hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà cái tinh thần khi mà đến với khách hàng của mình với chương trình chợ đêm, chương trình home shopping, thì cái tinh thần tự nhiên nó làm cho mình cái công việc của mình làm mình rất là thích thú, rất là phấn khởi nữa. Vì mệt nhọc cỡ nào nhưng mà khi lên cái màn hình thì tinh thần của Tú Mã giống như là mình được uống một viên thuốc tinh đơn, chẳng hạn như tam cùng quốc đan hay là hắc vạn sâm viên. Chúng tôi có rất là nhiều những cái sản phẩm đó quý vị, nhưng mà riêng Tú Mã chỉ thích một, đó là cái đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, là được do một cái sản phẩm mà làm cho Tú Mã đi xa mà không, người như là không sợ mưa rơi. Ý nói rằng là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời nha quý vị, là không làm cho mình bị lạnh lẽo là một, và tay chân khỏe khoắn điều hòa. Tuấn Mã đi cũng từ 10 giờ sáng liên tục không có ngồi nghỉ, đi cho tới 5 giờ 6 giờ tối đó cỡ đó, tại vì đi show mà phải đi làm việc mà con người rất là khỏe, tay chân không có bụng rủng gì cả. Cái sản phẩm đó mới, rất là mới, Tuấn Mã sẽ chia sẻ với quý vị sau. Và đến với quý vị ngày hôm nay, đặc biệt là Tuấn Mã muốn chia sẻ đại sự đầu tiên là luôn luôn kính chúc quý vị cái sức khỏe dồi dào và nhiều sự may mắn đến quý vị trong năm con rồng, năm 2024 thưa quý vị nha. Kính chúc mọi gia đình vạn sự như ý. Ai có còn độc thân thì chúc trong năm nay sẽ được may mắn nhiều và có được một cái sự hạnh phúc như ý và mỹ mãn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái sản phẩm đầu tiên tôi muốn gửi phòng thâu bạn ơi, coi cái speaker giùm. Bị vang vang, thật ra nghe giọng của anh Tuấn Mã làm như có echo. Đó không? Đúng yeah. Rồi. Vâng. Đó thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ Tuấn Mã muốn gửi đến cho quý vị là một cái sản phẩm mới đầu tiên để mà quý vị đầy đủ hết trong cái mùa lạnh lẽo này quý vị nha. Đầu tiên là tôi mong gửi đến quý vị đó là một cái sản phẩm cái kem này rất là đặc biệt, đó là cái kem
khoa tây đó, chúng bạn thấy cái gì đó mà nó sử dụng nó tốt đó, là tự nhiên rất là thích để mà chia sẻ đến cho khách hàng liền. Cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà để nó thật ra sức trên cơ thể cũng được nữa, nhưng mà cái này tôi mã muốn chia sẻ với vị là nó sức mấy cái chỗ mà bị mấy khỉa tay đó, trời lạnh đó quý vị, nó nứt ra hết rồi. Mà cái này tôi mã sức vào á nha quý vị. Qua một đêm thôi. Cái này là... nó có collagen anh Tuấn Mã. Đúng rồi. Vâng, quý vị, đây là một mùa đông nè. Thường thường mùa đông, mỗi một ngày á, quý vị biết không, mùa đông tới thì da chúng ta dễ bị khô. Đặc biệt là bàn tay của chúng ta là phải tiếp xúc với lại mọi người xung quanh. Nhiều khi mình gặp gỡ khách hàng, hay là nhiều khi mình bắt tay chào hỏi nhau, thì bàn tay rất là quan trọng. Mà nhiều khi cái tay mình nó khô khan nứt nẻ thì nó mất thẩm mỹ, phải không quý vị? Thành ra quý vị ơi, đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt để mà chúng ta có thể thoa vào bàn tay của chúng ta. Đây là một sản phẩm made in Korea, đây là của Hàn Quốc nha quý vị. Mà quý vị biết rằng là nó rất là tốt để mà chúng ta thoa lên bàn tay. Mỹ Lan mỗi ngày vẫn thích xài lotion để mà cho cái bàn tay chúng ta mềm mại. Thì đây là một cái sản phẩm gọi là collagen hand cream, bằng dạng cream nha quý vị. Nó không phải là lotion, nó cũng không phải là gel, mà nó là cream. Và quý vị biết là những cái dạng cream này á, nó rất là đậm đặc nha quý vị. Đậm đặc thì ra chúng ta khi mà thoa lên bàn tay nó giữ ẩm lâu hơn. Có những cái loại lotion á, loại mà nhẹ đó, quý vị thoa lên đó quý vị, thì nó sẽ dễ bay đi, nó làm một hồi là nó cũng không còn mịn màng. Nhưng mà đặc biệt cái là dạng cream thì nó giữ độ ẩm lâu hơn và nó mịn màng hơn bởi cái dưỡng chất của collagen. Và đây quý vị biết collagen là một cái dưỡng chất có thể làm cho săn chắc cái làn da, nó kích thích cái làn da chúng ta, cho collagen có thể hoạt động trở lại để mà cho chúng ta một cái bằng làn da nó mịn màng, nó sáng bóng nha quý vị, đúng không anh Tú Mã? Rồi cái này Tú Mã phải nói rằng rất là đặc biệt. Có thể nhiều khi mình sức lên nguyên cánh tay cũng được nữa nha quý vị nha, rất là đặc biệt. Cái này Tú Mã cũng gửi đến cho quý vị là đó là cái cũng là collagen luôn, mà nó là facial form cleansing đó. Mà ở nhà chị đang xài này là Tuấn Mã, rất là tốt nha. Mà nó không có đỡ tốn lắm Tuấn Mã. Có việc biết không, Mỹ Lan thì make up mỗi ngày trên lên trên đài, nhiều khi á mình mà không clean up sạch sẽ thì cái da, cái này là cho mặt nè, nó làm cho cái phấn nó làm sẽ cho làm cho da mình nó bị hư đi. Nhưng mà đặc biệt là với cái form rinsing collagen này thì Mỹ Lan dùng mỗi ngày nha quý vị. Thì khi mà mình dùng nó, quý vị chỉ cần có một chút xíu thôi nha quý vị, rồi mình xoa những quý vị, nó ra cái bọt cái quý vị, rồi mình rửa mặt đi quý vị, trời ơi tuyệt vời. Sau khi mà rửa xong nha, cái mặt của mình nó sạch, quý vị sẽ cảm nhận nó sạch nhưng mà nó không bị khô, nó khó chịu. Nó sạch nhưng mà mình cảm thấy cái mặt mình nó tuyệt vời lắm, nó tăng đã lắm. Đúng rồi. Sau đó mình dùng kem dưỡng da của Hạnh Lê, tuyệt vời. Đúng vậy. Vì đó là cái kem dưỡng da tay. Dưỡng da tay, một cái cho mặt. Đến cái foam facial foam này nó vừa rửa mặt xong thì nó đồng thời nó cũng có cái tinh chất collagen. Thì quý vị cũng không đáng lo ngại là nhiều khi rửa xong rồi cái da mặt mình nó khô mà nó rát. Cái này nó có cái collagen hỗ trợ nữa thưa quý vị. Thì với đây là thêm một cái chai này tôi mà muốn gửi đến cho quý vị, là cái chai này là cho tóc lotion. Thì cái này nó giúp cho những ai mà đang có những trường hợp là tóc, quý vị biết tóc người Việt Nam của mình á, phụ nữ hay đàn ông gì cũng vậy, đều rất là khô và cứng. Nhiều khi ngủ dậy một cái là nó sừng lên giống như là ngu âu vậy, ngu là ông thần mà dưới gì ông thần châu á, thần một ý nói là cái bù tóc của ông nó xù lên giống như là đang Satan đó. Giống như là đang kiểu như là đang giận dữ ai đó thưa quý vị. Thì tóc của mình người Việt Nam mình nó hay sừng lên đó. Thì cái lotion cho cái tóc của mình là khi mà chúng ta tắm xong á, thì tóc của mình á nó bù xù, nó không có cái nét, nó không có rủ xuống. Thì chúng ta dùng cái lotion này để mà giống như da của chúng ta mà tắm xong đó thì nó bị khô héo, thì chúng ta dùng lotion
là cái kem. Thì bây giờ chúng ta dùng kem cho tóc, thoa cho tóc mình, ừ, để tóc mình được mịn và nó không có nó không có bị gãy, ừ, nó mượt mượt và giúp cho chúng ta, tóc của chúng ta sẽ được mềm và tinh dưỡng cho nó một thời gian sau. Thì như tóc Tú Mã không có bị cứng như hồi xưa, mỗi lần ngủ dậy là nó sừng lên như là giống như là mình con gà đang phùng lông vậy đó thưa quý vị. Nhưng mà khi mà sử dụng cái này vào rồi thì cái tóc của mình nó rũ đều và nó không có bị làm cho tóc bị hư hại, bị gãy, bị xước. Đó là những cái mà tôi mong chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Thì đây là cái combo tuy nha quý vị nha. Đó, cái kem rửa da tay này là 15 đồng. Hello. 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 Không nghe chị. Nói đi. Nói nghe. Cảm ơn nhiều. Hả? Ừ. Cảm ơn, mừng trở lại, cảm ơn nha. Mới đi xa về. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Tuấn Mã sẽ gửi đến cho chúng ta một cái combo nha quý vị. Một cái combo để cho chúng ta vừa tốt cho tay, vừa lấy tốt cho mặt và vừa tốt cho tóc luôn. Wow, rồi, vừa là dưỡng tay, dưỡng mặt và dưỡng tóc luôn. Quý vị cũng biết rằng là cơ thể của chúng ta, chúng ta cần phải làm đẹp. Mình có sự đưa mặt này rồi mình có đẹp cho tóc. Sau khi mà mình gội đầu xong đó quý vị, thì quý vị thoa lên cái lotion này lên cho tóc đi. Thì quý vị nào mà bị tóc khô nè, tóc bị mình nhuộm màu bị khô nè, bị chẻ ngọn nè, rồi bị rụng tóc nè, vân vân, thì với cái lotion này nó làm cho mái tóc chúng ta mượt mà nó săn chắc lại và nó không có bị rụng nha quý vị. Rồi đó là cái combo ha anh, cái combo tuy nha quý vị nha. Cái chai này quý vị có thể lên trên trên mạng coi liền ngay lập tức, là trị giá chúng cỡ khoảng 25 tới 35 đồng một chai nha. Còn cái liên phong này quý vị có thể lên trên mạng coi là khoảng 17 cho đến 25 đồng. Đó, cái này cũng tương đối khoảng cỡ 15 đồng. Thì nó là cái combo này đó, mà giá thường đó là chừng khoảng 98 đồng nha, 98 đồng cho cái combo này. Hôm nay tôi mà gửi đến cho quý vị nha, đặc biệt gửi đến cho quý vị, đặc biệt dành cho ba vị khách đầu tiên, ai là người trong cái coi chương trình của chúng tôi thường xuyên nha. Đặc biệt nha, chai này là 35 đồng nha, 35 đồng hôm nay đó là quý vị đặc biệt nha. Đó là được cái này, được thêm cái này nữa tôi mã gửi đến cho quý vị nha. Mà không bao giờ quý vị mà có thể tin tưởng được cái combo này 98 đồng hôm nay hết tất cả luôn, giá bao giá cho quý vị luôn, là combo tuy này đặc biệt là chỉ có 25 đồng mà thôi nha quý vị, chỉ có 25 đồng mà thôi. Wow. Đây là của Hàn Quốc hết nha quý vị nha. Combo tuy đó, combo tuy này chỉ có 25 đồng mà thôi. 25 đồng mà thôi. Cái này vừa là sức cho da tay, có chất tinh chất collagen. Ai mà tay chân mà hay bị gặp vào thời lạnh mà hay bị nứt tay rồi da nó bị khô đó quý vị, nhất là ngay cái khẽ tay ở chỗ này nè. Nha quý vị, đó, dù như bị khô, Tú Mã đang bị khô nè. Đó, tại vì rồi nứt nữa là Tú Mã có tập thể thao, nếu mà ai có vị nào mà hay tập thể thao mà bưng mấy cục tạ lên á thì quý vị có thể dùng cái này. Đó, dù ngay đây mình sực chút xíu thôi à. Quý vị thấy không, có chút xíu thôi đó mà nó đã làm cho mềm liền theo, thấy mất mất đi liền cái vết nứt liền. Mất đi liền. Hello, cái chỗ mà bị khô. Rồi, khô cái phần đó. Phần combo. Khô cái khô tóc. Cái ngay cái khẽ tay đó quý vị, rất là hay nha quý vị nha. Mình. Đó, còn cái này tóc, là facing foam. Dễ vào là cái da mặt đẹp hồng hào luôn. Dạ, đó. Chị Hoa. Đó, hôm nay là combo này 98 đồng. Cái chai này quý vị có thể lên mạng coi, chỉ khoảng cỡ 35 40 đồng. Đó, cái này khoảng 17 đến 25 đồng. Đó, cái tiếp này khoảng 15 đồng. Đây là kem dưỡng da tay quý phi và cái facial foam cleansing của Hàn Quốc có collagen và thêm một cái chai
perfect dạ, nha. Giờ tới 6 nó giờ. Có nè, perfect. Chị đi làm về đấy được rồi. Dạ vâng. Perfection. Rồi tới ha, ba chị. Đó. Protein dạ, hair lotion. À, cái này rất là hay. Cái này rất là hay, cái này có rất là dạ, nhiều cái nó toàn là dược thảo. Rồi, đặc biệt ở trong đây không có à. Nha, chỉ có 25 đồng mà thôi. Nha, 25 đồng. Quá rẻ. Quá là rẻ luôn đó quý vị. Hết sức là rẻ. Dạ, xin quý vị gọi vào số điện thoại 714 cái này. Dạ. À, 290902 dạ, và 408497523 thưa quý vị. Một phần luôn. Ô cái này tóc mềm lắm á. Dạ vâng. Alo dạ nghe. Dạ lấy một phần ạ. À. Dạ rồi, nhà ma ra lấy giùm nha. Dạ quá rẻ luôn chị ơi. Dạ vâng, rồi cảm ơn chị. Vâng, các thưa quý vị, đây là một cái combo Mỹ Lan thấy rất là đẹp. Tại vì Mỹ Lan đã dùng qua rồi. À, cái lotion này Mỹ Lan cũng dùng cho tóc cho đó quý vị thấy không? Nhiều khi tóc của Mỹ Lan nhuộm nè. Hay là quý vị bị nhuộm tóc nè, hay là quý vị bị nhiều khi bị ra nắng, mình đi làm việc quá thấy khô nè, vân vân và vân vân. Thì nói chung là chúng ta phải có một mái tóc rất là mượt mà. Hello. Mà nè, rồi dạ. Không có bị chẻ ngọn nè, không có bị khô. Dạ, mà nó làm, nhất là tóc rồi, ai bị ơn. Rối đó quý vị rồi, cái này. Một phần. Tóc rồi. Nó đẹp lắm quý vị ơi, nó không có rồi, được vừa nữa Mỹ Lan. Dạ. Rất là rồi, thích, đây là một cái sản phẩm của, đây là một sản phẩm của Korea nha quý vị. Tất cả đều là của Korea hết, thành ra quý vị biết không? Đây là rất cái là chai dược thảo làm ẩm tóc, làm cho ẩm tóc, làm cho tóc không có bị gãy. Cái này nó cải thiện được, nó giống như là một cái loại thuốc nha quý vị. Nó là một loại dược thảo, trong động đoạn đây đó, nó có thành phần là của trứng. Dạ vâng nghe. Nha quý vị, để mà dạ, quý vị biết à. Trứng là... quý vị nào dạ, mà vâng. Dạ, đúng biết rồi, nhiều về dược đúng thảo rồi. Cách mà rồi, làm chị. Cho dạ, tóc mà được dạ, mịn rồi. Màng mà nếu mà nói tới trứng, cái loại trứng này là một cái ếch trong dạ, để mà nó làm cho cái sợi tóc của mình mà được mịn màng, nó không bị gãy nha quý vị nha. Cái combo 98 đồng đó quý vị, ai mà bị rối tóc 500ml lượng, wow, cái này là xài lâu lắm. Cái này là quý vị chỉ cần một pump thôi, no. Quý vị vuốt lên là tóc nó mượt mà nó ống ánh. Sau khi mình gội đầu xong đó anh Tuấn Mã, ừ. Sau khi mình gội đầu xong quý vị có thể cho một quý vị hoa lên tóc đi. Tóc nó sẽ mượt mà nó sẽ sáng. Mình cái này là bao giá quý vị nha. Bao Hello. Giá luôn á quý vị ơi. Dạ. Cái này là không thể nào mà có cái giá nào dạ được. 25 đồng mà 3 món luôn dạ, nha quý vị nha. Cái này của Hàn Quốc hết, tất cả đều Hàn dạ, Quốc hết nghe. Nha. Dạ, 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 một dạ. Phần dạ. À. Rồi dạ, chị ra lấy hai phần 7766 rồi cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn 7766 đi tới chị ha. Dạ, quá là rẻ, cái này rẻ bao giá. Dạ Mỹ Lan. Cái này là bao giá cho quý vị nha. Dạ, rồi, chương trình tôi bạn gửi đến dạ, luôn. Dạ, có một sự gặp mặt cho quý vị. Dạ cảm ơn nhiều ạ. Dạ, quá rẻ luôn. Dạ hello. Dạ. Dạ được ạ. Dạ dạ, dạ rồi. Nha. Lấy một dạ, phần, lấy một dạ đúng bộ, rồi ha. Dạ rồi một cái này bộ. Là kem thoa tay, kem lotion. Còn cái này rửa mặt. Còn cái này là kiểu như là dược thảo cho tóc mịn màng. Dạ dạ rồi. Dạ mai ra lấy nha. Dạ dạ, dạ. Dạ một phần là không ai tin tưởng được nha. Không ai tin tưởng được. Cái combo này tất cả 3 món gì mà chỉ có 25 đồng, cái chai này không á, quý vị lên coi á, là hơn 35-40 đồng rồi. Yeah. Bảo đảm quý vị luôn đó, mà chúng ta hôm nay mua 3 cái này chỉ có 25 đồng bạc. Làm gì rồi cái cây nào cũng lớn á, cái này dạ, 500ml là nửa lít nè. Còn cái này á, là co công ty chuyên đồ đặc biệt mới là 130ml luôn. Dạ, vâng. Đó, còn cái chai tiếp này cũng lớn luôn nha, cái dạng này là toàn những công ty đặc biệt không à. Cái này có Hàn Quốc mà chú biết là sản phẩm Hàn Quốc rất là tốt cho quý vị nha. Rất là lâu, cái này xài lâu lắm quý vị ơi. Mình dùng cho cả nhà cũng được cho quý vị. Dạ. Cái combo 3 món dạ, này được. Quý vị có thể làm quà tặng rồi, cho người thân của mình, bạn bè của mình được. Dạ được. Rồi, bảo đảm được quý vị, người ta sẽ thích lắm. Một phần. Tại vì cái này mình rồi, sử dụng hàng ngày nha quý dạ, vị. Cảm ơn ạ. Sử dụng mỗi ngày, mình vừa mình xức tay, mình vừa rửa mặt, mình vừa xức cho tóc, tuyệt vời luôn nha quý vị. Rồi. Tóc. Cái dạ. Này chúng ta sẽ không còn hàng không nữa. Không còn hàng đâu, tại vì mình đâu còn nhiều đâu ra, cố gắng ra lấy giùm. Ai ra sớm thì mình sẽ có nha quý vị. Ừ. Hoặc là quý vị gọi vào trả tiền trước thì chúng tôi sẽ giữ sản phẩm lại cho quý vị.